Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 10, Trần Văn Quốc 1980, thôn Phước Ninh, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, sang nhà mẹ ruột thì gặp ông Đờ. Hờ, à, 1967, trú cùng thôn, sang chơi. Do bực tức chuyện trước đây ông A đánh mẹ mình, Quốc ra trước cổng đứng đợi người hàng xóm. Khi thấy ông A đi xe máy ra cổng, Quốc cầm một đoạn cây gỗ chặn xe làm ông A ngã xuống đường. Lúc này, Quốc cầm đoạn cây đánh vào đầu của ông A, làm nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Quốc vào nhà mẹ cất dao và đoạn cây rồi cùng người dân đưa ông A đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến ngày 2 tháng 11, ông A tử vong tại bệnh viện. Sau khi xảy ra vụ án mạng, Quốc bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.